Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Tại hội nghị, nhiều nhà khoa học, nhà đầu tư đã đưa ra các giải pháp chống ngập như là triển khai không gian điều tiết nước mưa của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, công nghệ điều tiết ngầm của công ty VMC Tech. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp cho xả thải cũng đã được đưa ra với các công nghệ phục hồi đường cống thải hay là xử lý nước thải phi tập trung. Theo các chuyên gia, giải pháp này đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Nếu được đưa vào sử dụng thì các giải pháp này sẽ giúp quản lý vận hành thuận tiện và tiết kiệm chi phí thời gian. Theo đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các giải pháp của các nhà đầu tư sẽ được thành phố xem xét dựa vào năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết. Đồng thời, quan điểm của thành phố đối với các dự án là công khai và minh bạch. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và nhà đầu tư thì Thành phố Hồ Chí Minh cần có một cơ chế phù hợp cho các nhà đầu tư. Trải qua hơn chục năm tìm đủ mọi phương án, vài chục ngàn tỷ đồng đã được đầu tư vào các dự án chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng dường như tình trạng ngập úng của Thành phố Hồ Chí Minh sau mỗi cơn mưa lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong khi dân số của thành phố thì gia tăng qua các năm, còn các quy hoạch về thủy lợi và thoát nước thì chưa được kết nối với quy hoạch chung của thành phố đã làm cho ngập úng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu của giai đoạn 2016-2020 tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm và một phần của 5 lưu vực ngoại vi rộng 550 km2 với khoảng 6,5 triệu dân. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã giải quyết được 22 trên 37 tuyến đường ngập, đạt gần 60%. Hiện nay các chủ đầu tư dự án giải quyết 15 điểm ngập còn lại đang tập trung thực hiện. Dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành đúng kế hoạch. Nhiều chuyên gia đô thị cho rằng công tác chống ngập cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua tiêu tốn nhiều tiền nhưng hiệu quả không như mong muốn. Trong 10 năm qua, thành phố đã chi hơn 22.000 tỷ đồng cho dự án chống ngập. Theo kế hoạch đến năm 2020, con số này lên tới hơn 120.000 tỷ đồng. Và có nhiều ý kiến cho rằng với cách làm hiện nay, kết quả chưa chắc sẽ tương xứng với chi phí bỏ ra và không giải quyết được dứt điểm tình trạng úng ngập. Lý do là các nguyên nhân gây úng chưa được nghiên cứu kỹ, các dự án chống ngập thường có kinh phí quá cao và thời gian thực hiện quá dài. Vì thế, để hiệu quả, cần phải rà soát, đánh giá lại tất cả các dự án chống ngập đã và đang thực hiện, nhất là những dự án có dấu hiệu yếu kém về thiết kế nhưng kinh phí đầu tư lại quá cao.